Xin chào tất cả bạn, mình là Dương đây. Thì hôm nay đây là một con đường rất là đẹp. Con đường này là con đường ven sông Tô Lịch, đi từ đường Hoàng Thúc Việt đi về Cầu Giấy. Thì quý vị thấy rằng đây là một con đường rất là đẹp. Đây là một con đường dưới này, trên kia là một con đường đôi rất là rộng. Bên kia cũng thế, nhưng mà các bạn thấy không, những cái chỗ người ta gọi là giải cây xanh ấy, người ta trồng cây, người ta làm các bờ kè, các bạn thấy không, các kè bê tông rất là đẹp. Các kè bê tông này hồi đầu đẹp lắm các bạn, xong họ cỏ nó sẽ mọc ở giữa. Thế là nếu mà người ta mà chỉnh trang hay ta cắt đẹp lắm. Nó có khoảng xanh, nó trở thành những cái ô vuông ấy. Này các bạn nhìn này, nó trở thành những ô vuông này. Các bạn thấy không? Nhưng mà các bạn thấy ý thức chưa? Ý thức đây là họ đi trên con đường trên cao kìa. Đấy, tí mình sẽ lên cái cầu thang. Đấy, trên đường cao kìa, các bạn nhìn này. Thế là họ vứt những đồ rác thải. Các bạn thấy không? Nhìn này. Rác thải này, rác thải cứng nhá. Mà đây là ý thức đấy. Ý thức của những người đi đổ. Bây giờ bạn bảo là nhà nước thì không khuyến khích làm trò này. Mà đây là trò đổ trộm. Mà công an môi trường người ta bắt được thì hay là công an bắt được phạt rất nặng. Nhưng mà do vì lợi nhuận, do vì buổi đêm, nhiều người không chú ý. Thế là họ cứ thế họ làm thôi. Họ chả cần biết gì cả. Đây là ý thức cộng đồng ấy các bạn. Đấy. Các bạn thấy đúng không? Đây là ý thức cộng đồng không? Đấy, mình cho các bạn xem. Thì bây giờ mỗi người chúng ta mà chung tay vào đúng không? Chúng ta mà chung tay bây giờ mà chúng ta... Đây, mình đi lên đây. Đây là cái bậc cầu thang. Đấy, nghe đi lên được này các bạn này. Chả ai đi. Thành ra bây giờ các bạn nhìn này. Ui, kim tiêm này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Các bạn thấy không? Nhà nước bỏ tiền rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đấy, đến đây. Đấy, các bạn thấy không? Đây, con đường ở trên rất là đẹp đúng không? Đấy. Đấy. Cây cối rất là đẹp đúng không? Đấy, cho các bạn xem đúng không? Như đây. Người ta đổ rác này. Nó đến đây phát là đổ lại, các bạn hiểu không? Thế là vứt xuống. Đấy. Và con đường này thì đấy, quý vị xem. Không ai đi. Bây giờ trở thành thế này đây. Mà cũng rất dốc. Đấy. Quý vị thấy. Mình đi thực tế, mình quay cho quý vị xem. Hà Nội mình rất phát triển. Nhưng riêng về vấn đề rác thải là một tệ nạn. Đấy. Cha chung ai không ai khóc mà. Quý vị hả? Đấy. Đấy, chúng ta cứ nhìn thấy thôi. Đây là cái hiện tượng này. Đấy. Những người ở xa sẽ không biết. Nhà nước bỏ rất nhiều tiền để chỉnh trang đô thị, làm rất là đẹp. Toàn có đường nghìn tỷ đấy. Trồng cây cũng rất là đẹp. Nhưng họ cứ thế thôi. Họ quan trọng gì đâu các bạn. Họ được việc của họ. Họ không bao giờ có ý thức cộng đồng. Mỗi con người chúng ta chung tay vào thôi. Nó rất là đẹp. Hà Nội này nếu mà chúng ta cứ xây dựng, xong mỗi một người mà có một cái ý thức chung tay vào, mình khẳng định với các bạn, Hà Nội đẹp lắm. Đấy. Đây mình quay tạm mặt mình cho các bạn xem. Đây. Đấy. Thì các bạn nhìn hàng cây này thì chắc là cũng lâu lắm rồi. Thì không có sự chỉnh trang đúng không? Nói chung Hà Nội mình đầu tư, chính quyền Hà Nội đầu tư rất nhiều những thứ. Phải nói các bạn là đầu tư rất nhiều những thứ liên quan đến vấn đề ở đây. Môi trường xanh này, sạch, xanh sạch đẹp. Hãy bỏ rác đúng nơi quy định và phân chia rác này, không tái chế, rác tái chế đầy đủ. Đấy, đây là dòng sông Tô Lịch. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, mình sẽ cho các bạn xem bên kia đường thế kìa. Các bạn nhìn thấy không? Từ sau cái hàng cây ấy, họ vứt rác thải ra. Họ kệ cha chúng mày. Và công tác chỉnh trang đô thị thì nó thế thôi. Cũng rất là lười. Hàng cây mát không các bạn? Nếu mà nhá, như cái chỗ nơi này này, các bạn thấy không? Nếu mà được chỉnh trang chuẩn luôn thì rất là đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ đi một đoạn đường này cho các bạn xem. Nếu mà chúng ta có ý thức thì nó đẹp như nào.
Các bạn xem ý thức đẹp lắm. Ý thức này ai làm được mà có phải không làm được đâu. Mỗi người chung cái tay vào. Mình nói thật các bạn, đẹp luôn. Tuyệt vời luôn, chứ không phải là gì. Đấy. Quý vị nhìn này. Mình từ giờ mình sẽ xuyên suốt cái vấn đề về môi trường rác thải. Làm sao cho Hà Nội xanh sạch đẹp. Cái trước mắt nơi mình đang sinh sống, mà thứ hai là kêu gọi thôi, mình chỉ góp cái sức của mình nhỏ nhỏ thôi, mình chả làm được việc gì đâu. Cộng thêm là lớn hơn nữa là thế giới xanh sạch đẹp, green earth. Đấy. Tuyệt vời thế thôi. Chả cần mong ước cái gì cả. Đấy, mình sẽ lên cho các bạn xem cái hệ thống cây xanh nhà nước làm rất là tốt. Chứ không phải nhà nước mình không đầu tư nhá. Đấy, các bạn nhìn kìa. Trồng những cái hàng cây đẹp không? Đấy, quý vị thấy kìa. Đấy, quý vị nhìn thấy luôn nhé, đúng không? Đẹp không? Nhưng mà có một góc nào đó. Đấy. Đây có cái chòi, nó như là một cái đền ấy, các bạn đấy. Đấy, như một cái đền. Ở nơi tôn nghiêm. Đấy, các bạn thấy không? Trồng những cái hàng cây rất là đẹp. Nhưng đâu đó, các bạn xem, đâu đó vẫn có những cái hiện tượng vứt rác không đúng nơi quy định. Cũng kệ lại, mặc bay, sống chết là mặc bay, không quan tâm cái chuyện gì cả. Và đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây là một cái hiện tượng mà xảy ra thường xuyên ở Hà Nội, chứ không phải. Đây, quý vị thấy không? Họ toàn vứt từ trên xuống ấy. Đấy. Nói như là cái ý thức cộng đồng rất là kém, các bạn thấy không? Cái xốp kìa. Đây không, rất là đẹp đấy. Đấy, trồng cây cảnh đẹp lắm. Chứ mà Hà Nội mình bây giờ là có những nơi mà người ta làm những cái kiểu cảnh liên quan đến vấn đề mà trang trí cho cảnh đẹp, đường phố đẹp lắm các bạn. Ví dụ mình quay một góc này như này thì rất là đẹp. Nhưng mà ai ở góc nào người ta cũng giữ được cái tiểu cảnh mà ngay từ lúc ban đầu ấy, các nhà quản lý mong muốn thì đẹp lắm các bạn. Chính cái điều đấy mình mới gọi là mong muốn những cái sự việc như vậy. Đó. Thế thôi. Đấy. Đây là cái góc đường. Đấy, góc đường rất là đẹp. Đây đặc biệt này. Các bạn đẹp không? Trồng những cái cọ rất là đẹp. Thật sự đẹp đấy các bạn. Hà Nội trong những năm gần đây, 10 năm đây, nó chỉnh trang đẹp lắm. Nói chung mà những lúc ban đầu khi mà hình thành ấy, tại vì cây cối khi người ta trồng ấy, Hà Nội được cái khi trồng người ta cũng trồng lớn thôi. Đấy, nó không còn như ngày xưa nữa. Đấy, nhưng mà đây, vẫn nơi nào đó, ở sau những cái gọi hàng cây sát ven sông, gọi nơi người ta cũng nhìn thấy được ấy. Thì bên kia đường các bạn thấy không, họ vẫn cứ đổ rác như vậy thôi. Có nghĩa là mỗi một nhà chúng ta hay là mỗi một người đang làm những cái nhiệm vụ, những cái anh đang được thuê lại mà đi đổ rác, hãy cố gắng đến đúng nơi. Mình được tí tiền nhưng mà sau đấy lại chỉnh sang lại tốn tiền á. Rất là tốn tiền chứ không phải là bình thường. Đấy. Hà Nội mình đẹp lắm các bạn. Đấy, mình quay lại cho các bạn ra đầu kia Cầu Giấy rồi. Mình quay một đoạn nữa lại cho các bạn. Đấy, bên kia đường thế, bên kia đường thì mặt có hẳn nhà dân luôn, nhà dân ấy. Họ cũng thế thôi. Cái công tác mà bảo vệ giữ gìn chung, nói chung là của người Hà Nội mình nó vẫn còn đang kém. Đây, đoạn góc này thôi, đây các bạn thấy không? Đây. Quay cả rào rồi đấy các bạn thấy không? Đây. Cho các bạn nhìn luôn. Đấy. Đây. Các bạn thấy không? Nó trong cái đó này, vườn cây kia là nghiêm cấm, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phúc nghiêm cấm. Đấy, phạt tiền rất nhiều này, các đấy, đất cát đá vật liệu này, chất phế thải ra đường phố, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi phạm khu vực có camera giám sát, nhưng mà họ vẫn cứ làm. Thế mới sợ các bạn, chán. Và trong khi đó là nhà nước bỏ bao nhiêu tiền để mà chỉnh trang đô thị đẹp này. Cung đường này mình nói thật với các bạn nhé, nếu mà chúng ta biết giữ gìn thôi, người dân có ý thức, mình nói thật với các bạn đẹp như Singapore luôn. Đấy, nhưng mà kệ. Việc tao làm, việc mày, việc bay, không quan tâm các bạn. Đấy.
Đẹp không quý vị? Ok, mình quay thế nhá. Hôm nay là đấy. Và mình đã hứa với các bạn là những cái nơi mà mình tổ chức được dọn dẹp thì bọn mình sẽ dọn dẹp. Đấy. 100% bọn mình sẽ dọn dẹp rất là đẹp trở lại. Nhưng mà nó sẽ có những video cụ thể bọn mình làm điều đó. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy. Đấy, người ta đang dọn, đây là dọn nhá. Chặt cây này, xong dọn những cái phế thải. Xong đợi xe chuyển đấy nhá, đây đang đợi xe chuyển chứ không phải là... Mà rất là mất thời gian. Rất là mất thời gian. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.